Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn yêu Lan trên toàn nước Việt lời chúc hạnh phúc, sức khỏe và thành công nhé. Đầu xuân năm mới thì Vườn Lan Hồng Phúc gửi tới tất cả các bạn yêu Lan những hình ảnh và một chút không khí xuân của nhà mình. Đây là những bài hát về mùa xuân rất là hay. Đó. Và cây quất, cành đào sẽ tượng trưng cho mùa xuân. Cây quất thì tượng trưng cho tài lộc, còn cây đào thì tượng trưng cho đổi mới. Thì năm mới thì ai cũng muốn là tài lộc dồi dào. Vườn Lan Hồng Phúc xin gửi tới các bạn lời chúc tài lộc dồi dào, sức khỏe luôn luôn khỏe mạnh và thành công. Đây, tài lộc thì làm sao mà cứ lúc nào cũng thật tràn đầy, chịu quả lặng cảnh, tiền vào đầy túi. Đó, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Vườn Lan Hồng Phúc.